Con này series 345. Rồi. Hình thức bên ngoài của nó là chỉ một từ là tuyệt vời. Rồi đi tiếp vào nội thất bên trong. Tiếp tục là em lên sóng tiếp con 309V. Con này là con vỏ gỗ lợt nha các bác. Đẹp không tì vết nha, hàng mạng tuyển rất là kỹ. Vẫn giá là 28 triệu đã bao gồm phí ship. Các bác chơi loa Mỹ thì đừng bỏ qua những dòng này. Mỹ tăng noi, Anh Quốc, châu Âu đồ đánh tăng lúc man. 309V rất là hay. Chất âm của dòng 309V thì khẳng định rồi các bác. Từ model 309 trơn là nghe rất ok rồi. Lên 309V quá tuyệt vời. Vỏ gỗ này thì nó sẽ sáng hơn. Hàng đẹp hết nha, cấu cạnh hết nha các bác. Từ góc cạnh cho đến là đồ đẹp của sản phẩm nha. Đây, mời các bác cùng ngắm nha, 309V. Nóng ánh luôn. Bác nào mà mình chấm được con này thì mình liên hệ cho em nha. Đấy. Số điện thoại của em là trên tấm biển kia, hai số, và các bác có thể tiếp Zalo qua hai số đó luôn nha. Đẹp keng luôn nha các bác. Con này series là 3345 nha, 3345 số tiếng 345. Con này series 345. Rồi. Hình thức bên ngoài của nó là chỉ một từ là tuyệt vời. Rồi đi tiếp vào nội thất bên trong. Đây các bác thấy nha. Đẹp ngất ngay vào tay luôn nha. Đấy. Em sẽ tháo ốc phía dưới và đưa em nó ra. Vậy đây là nội thất bên trong, vẫn là bản tủ đen. Rất là đẹp nha các bác. Đây. Em vệ sinh sạch sẽ hết rồi, thổi bụi hết rồi. Nhìn cái tăng phô này các bác, nó còn sáng bóng luôn này. 1975. Nghe nhạc vàng với những cặp loa Mỹ và những dòng loa Nhật, tăng noi hay là những dòng loa châu Âu. Để trải nghiệm đúng chắc những cái bài nhạc mà từ năm 75 thì những con Lukman 309 hoặc là 309V, 308 nó sẽ thể hiện rất là tốt. Vì tiếng những dòng đời này nó ra tiếng rất là dày tiếng các bác. Mộc mạc đúng chất gu 75 luôn. Mới keng nha các bác. Đấy, nó chạy 4 con Toshiba chi độ 1079 và 679 y chang trên con 5000X của Sansui. Đấy. Các bác thấy đẹp chưa? Con này series là 345 nha. Nghĩa là series đuôi đó, 345. Em có điện thoại một tí nha. Rồi, em xin phép dừng video và để tiếp tục những sản phẩm khác. Bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên tấm biển nha. 0978338 14 hay là 0965770227. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Và các bác đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất mà em đăng tải hàng ngày. Vâng, sau đây em giới thiệu các bác một con âm ly marang khủng long nha các bác. 400W, chạy 8 sò xét. Nó là marang BM8MK2, là phiên bản cao nhất của BM8 nha. Nó mạch mèo vàng gold. Đánh hai cầu loa A kèm B hay quán A quán B. Đây là bát mic chép cho từng vế nha, đặc trưng của dòng mà răng rồi. Điện 100V nha các bác. Mạch nó là mèo vàng gold. Cầu AB nó sẽ nằm bên trong này. Đấy. Và đây là logo mà răng. Logo zin theo máy nha các bác, rất là đẹp nha. Đây đường thi đầu vào này, tuner AUX chúng ta mình cách ấn nha. Đây là cái chế độ equalize. Hay là ton bắt chép này, này phía trên nắp của con âm ly. Tại vì dòng này khủng các bác nên là hậu khá là sâu, hậu khoảng chắc khoảng 40, khoảng 45 ấy, khoảng 42. Đấy, vỏ gỗ nha các bác, vỏ gỗ nặng khoảng 33 kg, máy là vuông thành sát cạnh hết nha các bác. Đặc biệt đánh JBL nó thiên về độ chi tiết rất là cao, đánh tăng noi BVK vân vân, nhưng dòng loa cao cấp thôi. Tại vì con BM8MK2 nó thiên về độ chi tiết rất là cao, nó đánh tiếng rất là nét. Hay là phía sau hay là dây nguồn của âm ly. Con này giá 28 triệu 5 nha các bác, 28 triệu 5 đã bao gồm phí ship rồi nha. Cỡ kháng là 4 tiếng 16 ohm.
bán là chuyển khoản đủ thì em bớt 300.000, còn 28.200. Điện 100V, 400W, tất cả rác mạ vàng nha. Còn thanh mới tròn nha. Đây là cái phần tiếp mát này. Đấy. Bên 8MK2. Các bác là có RBL, những dòng RBL cao cấp, bắt 30-40. Là chơi những dòng lô cây vân vân. Rồi sau đây mời các bác cùng xem nội thất bên trong luôn, nó rất là khủng nha. Liên hệ cho em chính qua hai số điện thoại này, để yêu thích những sản phẩm nào thì cứ liên hệ em, cọc tiền hay trả chuyển khoản gì cũng được, cọc thì cọc 10% trở lên để em ship hàng nha. Rồi sau đây em sẽ mở máy ra để các bác cùng xem nội thất bên trong. Tất cả bao dung tuyệt đối, mé chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Vâng, sau đây mời tất cả các bác cùng đi vào nội thất bên trong gọi là cực kỳ khủng long của con B8MK2. Nó có một đời là B8 và đây là con này là con B8MK2 nha các bác. Nó sở hữu là hai cái tăng phô, một tăng phô lớn cực kỳ lớn nha, to bằng tay, một cái tăng phô nhỏ này và bốn cái tù lọc nguồn lớn và hai cái tù phụ nằm dưới này các bác. Đấy. Công suất của nó thì chạy 8 con sò mà răng, hai đỏ hai đen mỗi vế nha các bác. Đấy, máy rất đẹp nha các bác, các bác có thể nhìn này. Bo mạch này, bo công suất này. Tất cả bao nghiêng mọc đó nha các bác, nghiêng mọc đó này. Đấy. Phần bát chép này, phần trộn âm thanh này các bác. Cực kỳ khủng luôn nha. Các bác thấy dây điện không? Mới tôn này. Đây là những con máy chất nước ngoài về nha các bác. Các bác nằm sở hữu là người đầu tiên nha các bác. Đây, có thể phần ra tiếng hiệu đầu âm, tiếng hiệu đầu vào này. Tiếng hiệu đầu nhặt ra này, rất là mới nha. Đấy, sexy này. Phần không con này bê cong lưng nhớ nặng lắm, nặng khoảng 32-33 kg á, rừng lên kỳ nhiều quá nên là em nó ra âm thanh cực kỳ chi tiết trong vách luôn, tiếng rất là bén và mạch nó là mạch màu vàng nhá, màu vàng. Rồi em chỉ xin chào, hẹn gặp lại các bác. Video này là kết thúc. Máy bảo hành nguyên zin thế nha các bác. Tất cả máy chắc bãi về, chưa qua tay người dùng Việt Nam. Tủ nó là 15.000 UF trên một tủ nha. Tủ Macron nha. Tủ Mỹ hết nha các bác.